Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình Quốc Việt GP. Thì hôm nay là mình có một cái view rất là đặc biệt. Thì mình đang ngồi trước hiên nhà của mình đây. Thì các bạn có thể thấy ra xa phía sau này. Đây là căn phòng của mình. Đấy, phòng khách, phòng ăn, phòng bếp nha các bạn. Thì hôm nay mình vừa ngủ dậy cho nên là cái giọng của mình nó hơi ồm. cho nên các bạn thông cảm nhé. Thì ngồi trước hiên nhà chắc là có một cái lý do rất là đặc biệt muốn khoe với các bạn đúng không? Thì hôm nay cái clip trước thì mình có đăng cho các bạn có tiêu đề là cách tiết kiệm tiền ở Nhật đấy, anh em trồng cây. Thì hôm nay mình muốn khoe với các bạn và để cho các bạn biết cây rau này, cây cà chua, cây ớt cay của mình sau 3 tuần nó như thế nào. Thì có những bạn nghĩ chắc là đã chết rồi đúng không? Thì hôm nay mình muốn khoe với các bạn. Ok, các bạn cùng xem nhá. Ok các bạn, thì đây là khu vườn mini của mình tại Nhật. Đấy, thì diện tích của nó rất là eo hẹp các bạn ấy, chiều rộng chắc là tầm 1,5 m thôi. Đấy, cho nên là việc trồng cây gì thì mình đã phải suy nghĩ rất là kỹ. Sao cho cây nào nó có thể nhanh tốt này, đấy, hiệu suất nó cao này, thì có công dụng trong việc nấu ăn nhiều thì mình trồng thôi. Ok, thì đây là cây cà ớt cay này. Còn đây là cây cà chua, còn bên này là cây rau thơm thì mình sẽ quay gần cho các bạn xem. Đấy. Thì cái clip trước thì mình có đăng là trồng cây với anh em trong công ty. Đấy, đi mua rồi đi trồng cây ở hai clip trước. Thì các bạn nào chưa xem thì tiện vào xem để ủng hộ mình nhé. Đấy, thì để xem cây lúc đầu nó như thế nào và bây giờ nó như thế nào các bạn này. Đây, các bạn thấy đây là cây ớt cay. Đấy, ớt cay đã có hai quả rất là to đây các bạn này. Quả rất là to, còn bên này là cây cà chua thì nó cũng đã chín đỏ rồi. Thì tí mình sẽ thu hoạch luôn. Đấy. Thu hoạch vào ăn cho nó ra lứa mới thì nó chắc là nó phát triển hơn này các bạn này. Đấy, thì khi trồng thì mình có xin đất. Đấy, đi xin đất này. Rồi mua phân về bỏ này thì nó sẽ được tươi tốt như thế này. Đấy, thì nó cũng tiết kiệm được một phần nào ở Nhật nha các bạn. Cũng gọi là thú vui cho vui. Đấy, đi làm gần 10 tiếng ở công ty về thì thỉnh thoảng ra chăm nó cũng vui. Đấy, sang Nhật thì các bạn có thể làm được tất cả mọi việc. Đấy, để từ cho việc nấu ăn này, từ cho việc đi chợ này, rồi cho việc chăm sóc cây cối, rồi có thể làm những thứ khác mà các bạn có thể. Đấy, xem đó là sở thích của mỗi người đúng không? Đấy, thì bây giờ mình sẽ quay gần luôn cho các bạn xem một vòng rồi bây giờ rồi sau đó mình sẽ thu hoạch luôn nhá. Thì tối nay sẽ làm một món gì cho nó đậm đà tí. Ok, bây giờ mình sẽ quay gần cho các bạn xem. Đấy, quay gần cho các bạn xem. Đây là cây ớt cay. Thì quả của nó khá là to này, các bạn thấy này, hơn ngón tay của mình này. Còn bên kia nữa, đây, bên này. Quả bắt đầu khá là to rồi đấy. Còn bên này là cây cà chua. Cà chua hiện tại thì được tầm bao nhiêu quả nhỉ? 1 này, 2 này, 3 này. Cái hai cái nhánh này thì ngày mai ngày kia nó sẽ ra quả nữa nha các bạn. Thì đây là hiện tại thì đây là 3 quả này. Dưới này, dưới này nhiều. 3 quả trên này. 1 2 3 4 5. 5 quả phía dưới. 5 quả phía dưới thì hiện tại đã chín được gần 3 quả rồi. 2 quả này là nó đỏ ửng này, thu hoạch rồi các bạn này. Còn quả này bắt đầu chín dần nha các bạn. Đấy, thì hiện tại cây cà chua thì được 8, 9, 2, 4, 2 này, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, được 10 quả. Còn trên này nữa các bạn này, trên này thì nó đã ra hoa này. Ra hoa rất là nhiều thì mỗi cành thế này nó sẽ được tầm 5 đến 7 quả tiếp. Đấy, thì tổng thu hoạch của nó rất là hiệu quả này cho việc nấu ăn các bạn. Đây, các bạn có thể thấy đây phân này, mình bỏ đây đất lúc nào phải ướt này. Mỗi ngày đi làm về thì mình sẽ tưới lúc 6 giờ và tối khuya nữa tưới một lần nữa. Còn đây là cây rau úng của mình. Đấy. Cây này có thể thu hoạch được rồi các bạn này, nó tốt này. Nhưng mà bây giờ mình chưa thu hoạch rau đâu. Thì mình sẽ đi xin đất nữa thì mình sẽ trồng đây nữa, sẽ cho cây này sang bên này nữa để cho nó lan cho nhiều. Đấy, nhìn rất là thích, cây xanh tươi, xanh mát. Còn bây giờ chắc sẽ phải thu hoạch luôn nha các bạn. Thu hoạch
kế hoạch thế nào để cho sau nó phát triển tiếp. Ok, hay là bây giờ sẽ thu hoạch cả đất cày trước nha các bạn. Đấy, mình sẽ hái. Wow, một tay khó các bạn ạ, một tay nó hơi khó. Thì bây giờ mình sẽ thu hoạch cà chua trước nhỉ, ớt cay tí để máy quay đầu kia sẽ dễ hơn. Thu hoạch thế. Đấy, các bạn thấy này, hai cà chua thôi, đấy một quả nha các bạn. Ồ, quả này nó chín nứt luôn này. Ồ, mình không để ý nó chín nứt luôn. Ồ, quả đâu này cũng thế này, nó chín nứt luôn. Ok, bây giờ mình sẽ thu hoạch cây này. Nó chín luôn nha các bạn, tối nay phải làm món ăn luôn. Còn quả này nó đang mới vàng thôi nha các bạn, mai ngày kia nữa nó sẽ thu hoạch được. Còn bây giờ mình sẽ để cái máy quay này ở đầu kia để cho dễ hái hơn. Ok. Ok. Không biết trong cái video có thấy không, nhưng mà hái một tay nó khó các bạn ạ. Ok, một quả ớt cay khá to nha các bạn. Còn cái quả này nữa mình sẽ hái luôn để cho nó ra lứa mới. Mình sẽ để ok nha các bạn. Thì hiện tại mình đã thu hoạch được, tổng thu hoạch sau 3 tuần là nó như thế này, cộng với dàn rau đầu kia. Đấy, cộng với dàn rau đầu kia mình chưa thu hoạch, thì ngày kia nữa. Đấy, sẽ có một clip tiếp để giới thiệu các bạn. Và mỗi tuần thì mình sẽ trồng một cây mới để tăng thêm thu hoạch nha các bạn. Thì cái clip này chắc cũng tầm chục phút rồi, thì bây giờ mình sẽ dừng clip này tại đây. Thì mình sẽ cầm cái này vào nấu một món ăn gì đấy, đấy để liên hoan nha các bạn. Thì có bạn nào chưa xem cái clip trước thì vào xem để ủng hộ mình nha. Còn bây giờ mình sẽ kết thúc video này tại đây. Chúc các bạn một ngày mới an lành. Bye bye.